Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, tập 36. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần giải thích Tam Bảo. Về phần biệt tướng, ở phía trước đã đơn giản trình bày cho quý vị rồi. Phần phía dưới nói đến nhất thể Tam Bảo. Trong nhất thể Tam Bảo, Phật là ý nghĩa gì? Là vắng lặng thường chiếu, linh minh giác liễu. Đây là Phật. Tức là cái đức năng bổn lai trong tự tánh. Vốn có đủ. Thuật ngữ trong khoa học hiện nay gọi là năng lượng. Cái năng lượng này không phải từ bên ngoài đến, cũng không phải do bạn tu thành, là tự tâm của bạn, là chân tâm của bạn vốn có sẵn, là vốn có. Trong kinh Phật thường hay nói pháp nhĩ như thị, tức là cái pháp vốn như vậy. Điều này không quan hệ với sự tu chứng. Nó vốn không sanh không diệt, không đến không đi. Không sanh không diệt là chẳng có sanh tử. Không đến không đi là chẳng có không gian, chẳng có thời gian. Không tăng không giảm là khi bạn giác ngộ, nó chẳng có tăng thêm. Khi bạn mê hoặc cũng chẳng có giảm ít. Gọi là tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Đây là tánh đức. Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ, bình đẳng như nhau. Vắng lặng là thanh tịnh, từ xưa đến nay chẳng có bị lay động qua. Đây là bản thể của chân tâm tự tánh. Nó chẳng có hình tướng, nhưng nó ở khắp mọi nơi. Hư không pháp giới sát độ chúng sanh từ nơi nào đến? Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay, là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là từ trên thể mà nói. Chân tâm và bản tánh là bản thể tự tha của vũ trụ nhân sanh. Nó là một, chẳng phải hai. Cái gì là pháp bảo? Là thật tướng lý thể thanh tịnh viên diệu. Đây là pháp. Thật tướng là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, tức là tướng chân thật. Là duy tâm sở hiện. Đây là thật tướng. Thanh tịnh viên diệu,
cái tướng này đích thật là một bụi trần không nhiễm, là viên mãn vi diệu, hay là nói viên dung vi diệu. Diệu tức là chúng ta không thể tưởng tượng được, là bất khả tư nghị, gọi là diệu. Đây là pháp bảo của trong nhất thể tam bảo. Thật tại mà nói, Phật Pháp Tăng là một, chẳng phải hai. Một mà ba, ba mà một, không thể chia ra. Cứ theo cách nhìn của bạn, ở một góc độ nào. Cho nên Phật là từ trên thể mà nhìn, Pháp là từ trên tướng mà nhìn, Tăng là từ trên dụng mà nhìn, tức là từ trên tác dụng mà nhìn. Tăng bảo là lý trí bất nhị, hòa hợp vô vi. Bạn phải thực sự tham thấu và hiểu rõ trong vũ trụ là một đại hòa. Văn hóa của Nhật Bản là từ Trung Quốc truyền qua. Tổ tiên của Nhật Bản rất thông minh, đem dân tộc của họ đặt tên là Đại Hòa Dân Tộc. Tư tưởng của Đại Hòa này là Phật Pháp tinh túy và Nho Đạo của Trung Quốc. Tiên nhân tức là tổ tiên, họ dùng cái tên này để chỉ dạy con cháu đời sau của họ. Nếu con cháu đời sau đều hiểu được cái ý nghĩa này, đều có thể đem nó thực hiện được, thì thiên hoàng của Nhật Bản là Kim Luân Thánh Vương, như trong kinh Phật đã nói, là một lãnh tụ của toàn thế giới, không phải một quốc gia nào hay một dân tộc nào. Tại vì sao? Vì bạn đẩy mạnh nền hòa bình, thế giới hòa bình, thế giới là một nhà. Ta thương người nhà của ta, ta thương dân tộc của ta, ta thương quốc gia của ta, ta thương toàn thể thế giới, cũng như thương người nhà của ta như vậy, gọi là đại hòa. Tuy rằng tổ tông có nhắc nhở, nhưng con cháu đời sau chẳng có làm đến. Chúng ta không nên xem thường tổ tông, không nên nghĩ rằng tổ tông ở thời đại ấy chưa có khoa học kỹ thuật. Nhưng tinh thần văn minh của họ, những người đời sau chúng ta thật chẳng có cách nào nghĩ ra được. Trí huệ học vấn, tâm lượng kiến thức của họ quả thật là rộng lớn sâu sắc. Cùng với pháp tánh tương ứng, Phật Pháp là văn hóa của Ấn Độ, Nho Đạo là văn hóa của Trung Quốc. Đã có mấy vạn năm nay chứa nhóm nền chân lý,
tuyệt đối họ chẳng phải là những người kiến thức trí cạn. Đây là nói nhất thể tam bảo. Tiếp theo một đoạn dưới đây là hàng thọ diễn pháp. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc ra. Chúng tôi đọc tiếp đoạn kinh văn này. Sa Lợi Phất, nhữ vật vị thử điểu, thật thì tội báo sở sanh, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo. Sa Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh, hà hướng hữu thật, thị chư chúng điểu, giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Đoạn kinh văn này nói về hàng thọ diễn pháp. Và phong thọ tác nhạc, tức là gió thổi những hàng cây báo làm vang ra âm thanh vi diệu. Chúng ta biết những hàng cây ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là do các báo tạo thành. Khi gió nhẹ thổi thì những cành lá cây đụng chạm với nhau phát ra âm thanh vi diệu. Như người thế gian chúng ta thường hay treo chuông gió vậy. Hiện nay ở ngoại quốc chúng ta cũng thường thấy treo chuông gió. Chúng ta thấy treo ở bên ngoài nhà, khi gió thổi thì nó tự nhiên phát ra âm thanh rất vi diệu. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khỏi cần nói. Những hàng cây báo quá nhiều, cũng giống như ngày nay Đại Nhạc Hội hòa tấu vậy, nghe hay vô cùng. Gió thổi những hàng cây báo làm vang ra âm thanh vi diệu, không phải do người làm ra. Cái âm thanh của nó phát ra, quý vị phải ghi nhớ. Phật trong kinh luận thường hay bảo với chúng ta rằng là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Cái việc này trong thời gian gần đây chúng tôi nhìn thấy tiến sĩ Giang Bản Thắng, người Nhật Bản, ông ta đã dùng nước để làm thí nghiệm. Thí nghiệm về sự kích tinh của nước, ông ta đã thí nghiệm hết 8-9 năm, đã có kết quả thành công. Chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh và sách của ông ta. Đã chứng minh Phật tại trong kinh nói rằng y báo tùy theo chánh báo chuyển, đã chứng minh pháp tánh, chân tâm pháp tánh là vắng lặng thường chiếu, linh minh giác liễu. Câu này tức là trong kinh Lăng Nghiêm nói kiến văn giác tri, là thấy nghe cảm giác biết. Chân tâm của bạn, bản tánh của bạn, nó đầy đủ bản năng. Người hiện nay nói năng lượng là vốn có năng lượng. Nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Tất cả vạn vật đều có
cái năng lượng này, cho nên nước có thể chứng minh, nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Thì chúng ta đem tin tức cho nó, thêm nhiều cho nó, thì nó lập tức có phản ứng. Nếu là thiện hay là tốt thì nó phản ứng rất đẹp đẽ. Đây là nhìn thấy cái phản ứng, sự kết tinh của nước. Còn những người luyện khí công, hiện nay luyện khí công cũng rất thịnh hành. Trắc nghiệm trong những em nhỏ từ 7 tuổi, 8 tuổi đến 14 tuổi trở xuống, chúng nó chưa từng bị nhiễm ô, tâm địa rất thanh tịnh, bản tính của chúng rất ngây thơ. Chỉ cần thời gian một tiếng huấn luyện cho nó, bạn viết chữ gì, nó có thể dùng đầu ngón tay mò ra nhận biết chữ ấy. Bạn viết ra những con số từ số 1 đến 100, 100 chữ. Bạn không cho nó xem và bảo nó dùng tay mò mẫm, sau đó bảo nó nói ra đây là chữ gì, thì nó nói rất đúng. Trải qua mười mấy lần thí nghiệm, chẳng có một lần nào nó trả lời sai. Đây là nói rõ cái gì? Là nói rõ bàn tay có thể thấy. Tức là trong kinh Đại Thừa nói sáu căn hỗ trợ lẫn nhau, trong tâm phải thanh tịnh thì nó mới có cái khả năng này. Nhưng có một việc rất kỳ lạ là cái gì? Nếu bạn viết lên danh hiệu của Phật, Bồ Tát hoặc là danh hiệu của quỷ thần thì những chữ này nó không biết, nhưng nó có cảm giác. Bạn viết chữ Phật thì nó nói chữ này phóng ra ánh sáng kim sắc, tức là ánh sáng màu vàng, khi mở ra xem là chữ Phật. Cũng có lúc mò mẫm biết được bên trong có ánh sáng, ở trong ánh sáng còn có mùi vị thuốc, khi mở ra xem là ba chữ Phật Dược Sư. Chỉ có ở trong linh giới, khi viết những chữ này thì nó nhận không ra, nhưng những hình ảnh bên trong nó có thể bảo cho bạn biết rất rõ ràng. Có những người đi thí nghiệm việc này, tìm các em nhỏ để thí nghiệm. Đại khái trong 100 em thì có mười mấy, 20 em được thí nghiệm thành công. Có lúc nhiều nhất là trong 100 em có khoảng 40 em được thí nghiệm thành công. Đây là nhiều nhất, ít nhất thì không dưới 10 em, lứa tuổi từ 7 tuổi đến 14 tuổi. Đây là những nhà khoa học đã thí nghiệm. Cái thí nghiệm này bạn chẳng có cách nào giải thích, chứng minh bàn tay thật sự có thể thấy. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới, gió thổi hàng cây làm vang ra âm thanh vi diệu, là vì tâm của những người Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là tịnh, là thiện, là thuần tịnh, thuần tiện. Âm thanh của âm nhạc bên ngoài cùng với tâm linh của bạn liền cảm ứng đạo giao, là nhạc khúc hay nhất, không phải do người viết, là tự nhiên. Thật tại mà nói, gió thổi cây cối của chúng ta hiện nay, tất cả âm thanh đều có nhạc khúc của nó. Nó tùy theo chúng sanh cư ngụ ở thế gian này, do tâm niệm của họ mà phản ứng ra âm thanh. Còn những người thế gian chúng ta bất thiện, tâm không thanh tịnh, cho nên phát ra âm thanh rất kinh sợ, khiến cho bạn nghe chẳng có cảm giác an toàn.
như là gió lớn, mưa lớn dữ dội. Ghi nhớ, nhất định phải ghi nhớ. Phật nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Cái gì là chánh báo? Là tâm niệm của chúng ta. Khởi tâm động niệm là chánh báo. Tất cả vật chất hoàn cảnh, kể cả mỗi một tế bào trong thân thể của chúng ta cũng không ngoại lệ, nó thuộc về vật chất. Cho nên tâm và vật là liên kết với nhau, không thể chia cắt, không thể xem nó thành hai sự việc. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói: tất cả nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể. Đây là đã nói rõ tất cả các pháp, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần. Vật chất và tâm là liên kết với nhau, tuyệt đối không thể phân chia. Nếu như nói phải phân chia thì nó làm sao có cảm ứng? Không thể có cảm ứng. Bản thể của nó là chân tâm, là pháp tánh. Pháp tánh tự tự nhiên nhiên, đầy đủ linh minh giác liễu. Tức là trong Kinh Lăng Nghiêm nói kiến văn giác tri, là thấy nghe cảm giác biết. Đây là bản năng của nó. Nó làm sao mà không nghe, làm sao mà không thấy? Vậy thì bạn phải hiểu, khi chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành vi tạo tác, núi sông đất đai, nó đều thấy được tất cả. Bạn làm sao giấu giếm được ai? Lời nói ngôn ngữ của chúng ta, lời nói nhỏ nhẹ nó cũng nghe được. Nhất là hiện nay dùng điện thoại cầm tay, bởi nó không dây, lời nói của bạn truyền khắp cả hư không. Người đối phương phải có điện thoại cầm tay thì mới nghe được lời nói của bạn. Còn chúng sanh của linh giới thì không cần điện thoại cầm tay, họ đều nghe được tất cả. Đây là chân tướng sự thật. Cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta phải thận độc, tức là tự mình luôn luôn phải cẩn thận. Cái gọi là 10 ngón tay chỉ, 10 con mắt nhìn, thì cũng như thường thường có 10 ngón tay đang chỉ bạn và 10 con mắt đang nhìn bạn. Chúng ta hiện nay hiểu được không chỉ là 10 tay 10 mắt, mà là có vô lượng vô biên con mắt đang nhìn bạn, vô lượng vô biên ngón tay đang chỉ bạn. Không phải chỉ có 10 thứ. Nếu như 10 thứ dùng Phật pháp giảng theo biểu pháp, 10 là đại biểu cho viên mãn, thì nói được thông. Sở hữu tất cả sinh vật, chúng sanh, chúng ta ngày nay nói sinh vật, còn có phi sinh vật. Phi sinh, sinh vật có hữu tình chúng sanh. Phi sinh vật là thực vật và khoáng vật, bao gồm hư không. Tất cả đều nhìn thấy, tất cả đều nghe được. Chúng ta không thể khởi ác niệm, không thể nói lời ác, không thể có hành vi ác, không thể có hành vi ác. Sở hữu tất cả chúng sanh, thiên địa quỷ thần cả thể đều nhìn thấy bạn. Cái sự việc này thì được khoa học hiện đại dần dần đã chứng minh sự thật. Trước kia chúng ta xem thấy những sự việc này chỉ ở trong sách cổ xưa. Những người hiện nay nghĩ rằng đây là mê tín. Những người tin khoa học nói là mê tín. Hiện nay những sự việc này được khoa học chứng minh là chuyện có thật. Sở hữu tất cả vạn vật đều có linh tánh. Tại trong Phật pháp chúng ta nói là tất cả vạn vật đều có pháp tánh. Pháp tánh vốn là có đầy đủ linh minh giác tri.
cũng đã được nhà khoa học Nhật Bản phát hiện. Nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói: kiến văn giác tri, đây là bản năng, đây là tự tánh. Bản năng, bản tánh vốn có đầy đủ năng lượng, rải khắp nơi hư không pháp giới, rải khắp nơi tất cả chúng sanh. Lại xem một đoạn dưới đây: phong thọ tác lạc, vi diệu pháp âm, văn pháp, văn chánh pháp lạc. Nghe được pháp âm này đều sẽ khai trí huệ. Sẽ khiến cho bạn, cho tâm bạn càng thanh tịnh, thì tự tự nhiên nhiên niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, tất cả tức là tự niệm tam bảo, đắc chánh niệm lạc giả. Đoạn này là hiển thị những âm thanh vi diệu của các loài chim và gió thổi, hàng cây báo, vân vân, và tất cả y chánh giả thật. Y là y báo, chánh là chánh báo, giả là tướng phần, là sở biến, thật sự là pháp tánh của năng biến. Phá tướng của sở biến là giả. Tại vì sao? Vì nó sát na sanh diệt. Pháp tánh là năng biến, của là chân. Cho nên đương thể tức là tam thân tứ đức của A-di-đà Phật chẳng có tơ hào khác biệt, do A-di-đà Phật biến hóa làm ra, là tam thân của A-di-đà Phật. Tam thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Tứ đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Trong kinh này nói rằng những loài chim này không phải là súc sanh. Tây phương cực lạc thế giới không có tam ác đạo. Kể cả danh tự của tam ác đạo cũng không có. Huống chi có thật là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Nên biết rằng cái cảnh này là biến hóa làm ra, là chỉ hạn ở phàm thánh đồng cư độ. Tại vì sao? Vì những người mới vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, phàm tình của họ vẫn chưa đoạn hết. Cho nên A Di Đà Phật rất từ bi, quả thật là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức Ngài biến hóa làm ra. Chúng ta từ chỗ này mà nhìn, Ngài thật là từ bi đến tột cùng. A-di-đà Phật thật sự là một vị thầy tốt, khéo léo dạy dỗ. Đoạn dưới nói rằng: tình và vô tình đồng tuyên diệu pháp, tứ giáo đạo phẩm vô lượng pháp môn đồng thời diễn thuyết, tùy loài được giải, khiến người nghe được điều niệm tam bảo. Sau khi nghe được, vì sao họ đều sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng? Rất là tự nhiên sanh lòng niệm tam bảo vậy, vì hoàn cảnh quá tốt. Cái hoàn cảnh này là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Chúng ta ở cõi này
muốn thiết kế một hoàn cảnh tốt, phải dùng rất nhiều thời gian suy nghĩ đi thiết kế, đi tưởng tượng mà thiết kế. Ở thời cổ xưa Trung Quốc, chúng ta biết có rất nhiều cảnh vườn rất đẹp do nhân công làm ra. Có nhiều địa phương như Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu và Bắc Kinh, ngày xưa quốc vương, đại thần, đại phú, trưởng giả, cảnh vườn hoa của nhà họ quy mô cũng rất lớn. Người thông thường có lẽ quen thuộc nhất là vì có xem qua tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, cảnh vườn đại quan viên ở trong Hồng Lâu Mộng thiết kế tỉ mỉ dày công. Còn cảnh vườn của Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là chân chánh đại quan viên, không cần thiết kế, rất tự nhiên biến hóa làm ra. Ở trong cảnh vườn này thật là vi diệu đến tột cùng, không cách nào tưởng tượng được có một cảnh giới tốt như vậy. Đây là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra, tức là bạn thật sự đạt đến cảnh giới thuần tịnh thuần thiện, hoàn toàn đã khôi phục lại tự tánh. Trong tự tánh rất tự nhiên lưu lộ ra, tức là cái cảnh giới tốt đẹp như vậy, một tơ hào thiếu sót bạn cũng tìm không ra. Do nhân công thiết kế, cho dù thiết kế có hay đi nữa nhưng vẫn có sơ hở, vẫn có thiếu sót, chẳng có cách nào làm được hoàn toàn tốt đẹp. Từ tự tánh lưu lộ ra mới là chân thiện thuần thiện. Ở trong cảnh vườn có tình và vô tình. Tình là chỉ cho các loài chim, vô tình là cây cối hoa cỏ. Tất cả đều thuyết pháp. Khi chim kêu ở nơi ấy, bạn lắng nghe nó đang thuyết pháp. Gió thổi lá cây, cây đều là cây báo. Khi lá cây đụng chạm với nhau phát ra âm thanh cũng là đang thuyết pháp. Những âm thanh thuyết pháp ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là biến khắp pháp giới. Trong tất cả thời, tất cả chỗ chưa từng có gián đoạn. Nội dung thuyết pháp của nó là tứ giáo đạo phẩm vô lượng pháp môn đồng thời diễn thuyết. Nếu đồng thời diễn thuyết như vậy thì chúng ta nghe loạn cả rồi sao? Không bao giờ. Bạn muốn nghe pháp môn nào, tức thì bạn nghe được pháp môn ấy. Chúng ta hai người cùng ngồi chung một chỗ, tôi muốn nghe Kinh Di Đà, lắng nghe nói giảng hoàn toàn là Kinh Di Đà. Bạn ngồi bên cạnh tôi, bạn ưa thích nghe Kinh Hoa Nghiêm, bạn nghe giảng đó hoàn toàn là Kinh Hoa Nghiêm, thật là tuyệt diệu. Đây là trong Kinh Phật có nói: Phật dĩ nhất âm nhi thiết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Tức là vô lượng vô biên pháp môn, bạn muốn nghe pháp môn nào thì bạn nghe được pháp môn ấy. Hiện nay trong thế gian này của chúng ta làm không được,
Nói về khoa học kỹ thuật, thí dụ nói ngày nay chúng ta thiết bị một máy phát âm, chúng ta có một phòng phát âm, chúng ta phát âm kinh điển, nếu quá nhiều thì không được. Mấy chục bộ kinh điển, thậm chí mấy trăm bộ kinh điển để vào các bằng các tần số khác nhau, có mấy chục các tần số hoặc mấy trăm tần số đồng thời phát ra. Bạn muốn nghe bộ kinh nào thì bạn phải bấm một cái nút của tần số đó thì bạn mới nghe được. Nếu bấm không đúng tần số thì không nghe được. Chúng ta hai người cùng ngồi chung một chỗ, chúng ta mỗi người cầm một máy radio nhỏ. Tôi muốn nghe kinh Hoa Nghiêm thì tôi bấm tần số của kinh Hoa Nghiêm. Bạn muốn nghe kinh Di Đà thì bấm tần số của kinh Di Đà. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần những cái phiền phức này, nó không có tần số, nó cũng không cần dùng máy móc, là tùy theo ý muốn. Bạn muốn nghe cái gì thì nghe được cái ấy, bạn muốn xem cái gì thì xem được hình ảnh ấy, thật là không thể nghĩ bàn. Nếu như ta đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đột nhiên nghĩ đến ta từ ta bà thế giới đến, những bà con bạn bè của chúng ta ở ta bà thế giới hiện nay ra sao? Khi bạn vừa có cái ý niệm này thì ta bà thế giới hiện ra ngay trước mặt bạn, bạn đều có thể thấy được, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thật sự chứng đắc đại viên mãn. Điều này không phải giả. Hiện nay chúng tôi nói những lời này, những người đã tin tưởng càng lúc càng nhiều. Tại vì sao? Vì những lý luận này đã được nhà khoa học khẳng định. Đây là nhà khoa học cận đại, họ đã phát hiện. Cư sĩ Trung Mậu Sâm đã từng ở học viện chúng ta có trình bày qua. Mấy ngày hôm trước, anh ta có điện thoại cho tôi. Anh ta nói rằng lần trước sự trình bày ấy cũng không vừa ý lắm, anh ta lại muốn trình bày thêm một lần. Tôi nói được. Anh muốn lúc nào lên núi thì chúng tôi đón tiếp anh vào phòng thâu hình, trình bày thêm cho tường tận. Lần này anh ta trình bày nội dung có ba sự việc. Sự việc thứ nhất là thời gian và không gian. Ở dưới một điều kiện nào đó thì không còn nữa. Thời gian và không gian cũng như số không, tức là nói chẳng có không gian, cũng tức là không có xa gần. Vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đâu? Là ngay ở tại đây. A-di-đà Phật là ngay ở trước mặt chúng ta, cùng với trong kinh Phật như nhau. Chẳng có thời gian thì bạn có thể nhìn thấy quá khứ, bạn có thể nhìn thấy vị lai, bạn có thể chẳng có quá khứ, hiện tại, vị lai, trở thành một cái. Trong kinh Phật thường nói như thị ngã văn, nhất thời, nhất thời, tức là cái ý nghĩa này. Thời gian và không gian cũng như số không. Đây là sự việc thứ nhất hiện nay khoa học đã phát hiện. Sự việc thứ hai phát hiện là vô trung sanh hữu, tức là không có sanh ra có. Trong kinh Bát Nhã nói, tâm kinh nói, tâm tâm kinh mọi người đều hay niệm, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc.
là đã chứng minh cái đạo lý này. Ở dưới một điều kiện nào đó thì không có, thì không có sanh ra có. Ở dưới một điều kiện nào thì có trở thành không, tức là có lại trở về không. Sự việc thứ ba là nói về nguồn gốc duyên khởi của vũ trụ. Nguồn gốc duyên khởi của vũ trụ là nhất thời đốn hiện, đó chẳng phải là tiến hóa. Ngày xưa mọi người đều tin là tiến hóa luận. Hiện nay khoa học đã tiến bộ thêm, phát hiện vũ trụ chẳng phải là tiến hóa, là nhất thời đốn hiện. Điều này cùng với trong Kinh Đại Thừa nói hoàn toàn tương đồng, cho thấy Kinh Phật chẳng phải chuyện ngụ ngôn, chẳng phải chuyện thần thoại. Ngày xưa mọi người thiện căn thâm hậu, hiện nay mọi người thiện căn chẳng có thâm hậu như vậy. Nhất định phải dùng chứng cứ của khoa học để chứng minh thì bạn mới tin. Đây là nói rõ những người ngày xưa so với người hiện nay chúng ta, nếu dùng lời thế tục mà nói, họ lợi hại hơn chúng ta, trí huệ của họ cao hơn chúng ta. Thiện căn của họ thâm hậu hơn chúng ta. Ngày nay chúng ta nếu như chẳng có những chứng cứ của khoa học để chứng minh, chúng ta cho là mê tín, dùng hai chữ mê tín thì đã chôn vùi nó rồi. Thật là đáng tiếc biết bao. Đó là chân lý, là chân chính sự thật. Trong đời này của chúng ta đã bỏ mất cơ hội. Cho nên ngày nay chúng ta đọc những kinh điển này, khi đọc đến những cảnh giới này, dùng khoa học để chứng minh cho chúng ta, khiến cho chúng ta lòng tin của chúng ta thâm sâu, lòng tin của chúng ta thêm sâu để mở rộng tầm tư duy của chúng ta, khiến cho chúng ta khởi lòng sanh tin sâu, khởi sanh lòng hâm mộ, nguyện vọng cầu chứng đắc. Bạn phải hâm mộ, bạn phải cầu chứng đắc thì bạn phải y theo phương pháp trong kinh điển mà làm, bạn mới có thể thân chứng. Phía sau có một tiểu đoạn tổng kết. Đoạn tổng kết này là y báo trang nghiêm. Linh thâm tính nhất thiết trang nghiêm, giai đạo sư nguyện hành sở thành, chủng trí sở hiện. Đây tức là nói Phật lực gia trì. Khiến cho những người tu học khởi lòng tin sâu, đây quả là việc chẳng dễ dàng. Cho nên Phật tại trong kinh này nói nan tính chi pháp, tức là pháp rất khó tin. Nếu như không có khoa học làm chứng cứ cho bạn, mà thật sự có thể tin sâu, đích thật là trong một vạn người tìm không được một người. Bây giờ phải nói thế nào? Phải nói đến ức, e rằng trong một ức người chỉ tìm được một người.
Trên thế giới này của chúng ta hiện nay có gần 70 ức người, mà thật sự tin sâu trên toàn thế giới mà nói, có thể tìm được 70 người là nhất định được vãng sanh. Bạn xem, không thành tỷ lệ, một ức tức là trong một vạn vạn người mới tìm được một người. Hy vọng lý luận chứng minh của khoa học hiện nay, chúng ta phải phổ biến tuyên dương, phải để cho mọi người đều biết được, khiến cho những người tin sâu kinh giáo càng lúc càng nhiều. Tại vì sao? Vì đã có chứng cứ của khoa học, không phải là mê tín. Sự việc này là thật, không phải là giả. Hôm qua tôi nghe nói cái đập nước của sông Trường Giang bên đại lục Trung Quốc, hôm qua họ bắt đầu dự trữ nước. Lượng nước họ muốn dự trữ có lẽ phải cao hơn 170 mét. Hai bên bờ đê có rất nhiều đền đài cổ tích đều bị nước ngập hết. Có rất nhiều ngôi miếu thần kể cả ngôi miếu Phong Đô Thành nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Phong Đô Thành tức là quỷ thần, tức là quỷ thành, cũng bị nước ngập hết. Cũng có rất nhiều miếu Long Vương thuộc vùng sông Trường Giang, tất cả miếu lớn nhỏ của Long Vương cũng đều bị ngập nước hết. Khi tôi nghe được cái tin tức này, lại có người gửi điện tín cho tôi. Họ bảo rằng đã có thông báo cho số quỷ thần này rồi, bao gồm tất cả yêu ma quỷ quái ở hai bên bờ sông Trường Giang, khuyên bảo chúng phải dọn nhà. Cái quan trọng nhất là khuyên bảo chúng phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hoàn cảnh cư ngụ của chúng, đạo tràng, hương lửa bây giờ đều bị nước ngập hết. Tuyệt đối không nên oán trách những cư dân trong vùng sông Trường Giang. Hy vọng chúng có thể hiểu rõ đạo lý, có thể phát lòng từ bi mà di cư đến cõi an lạc thì càng tốt. Tuyệt đối không nên giáng xuống tai họa cho những cư dân này. Điều này người thông thường nhìn thấy cho là mê tín, hoàn toàn không phù hợp khoa học. Nhưng hiện nay có rất nhiều nhà khoa học đã tin tưởng, họ đã tin tưởng có linh giới đích thật còn tồn tại. Họ đem cái tin tức này truyền đến cho tôi. Tôi nói rất tốt, cách làm này rất là tốt, thật sự có cảm ứng. Thật sự có cảm ứng.
Bà mẹ của Hồ Cư Sĩ ngày thứ sáu đã vãng sanh. Ngày hôm ấy, đạo tràng chúng ta đã phát khởi làm tam thời hệ niệm để siêu độ cho bà. Đến ngày hôm sau thì địa phương này của chúng ta có cảm ứng. Có vị đồng tu bảo với tôi rằng bà mẹ của cô có đến đạo tràng chúng ta. Đây là chuyện có thật, không phải là giả. Tuy Hàn quán trưởng đã vãng sanh có hơn 5 năm, có không ít người cũng cảm ứng được bà vẫn còn đang hộ trì đạo tràng của chúng ta, chẳng có rời khỏi chúng ta. Có rất nhiều vị đồng tu đều không hoài nghi, đều biết được việc này. Cho nên việc này là để cho chúng ta tin sâu không hoài nghi. Tây phương cực lạc thế giới, tất cả sự trang nghiêm là hạnh nguyện của Đức A Di Đà Phật sở tạo thành, chủng trí sở hiện, tức là từ trí huệ bát nhã tự tánh biến hiện ra. Đây là nói về phía bên Phật. Lại xem một đoạn dưới đây: giai ngô nhân tịnh nghiệp sở cảm, duy thức sở biến. Tức là chẳng phải hoàn toàn do Phật biến hiện ra, cùng với chúng ta không có quan hệ. Tâm nguyện giải hành của chúng ta phải cùng với Phật tương ứng thì cảnh giới này mới đồng thời hiện ra. Nếu tâm nguyện giải hành của chúng ta cùng với Phật hoàn toàn trái nghịch, Phật có biến hiện ra cảnh giới này chúng ta cũng không thấy. Tâm nguyện của tâm nguyện giải hành phải tương ứng thì bạn mới thấy được, gọi là giai ngô nhân tịnh nghiệp sở cảm. Đây là của những người niệm Phật vãng sanh. Những người niệm Phật vãng sanh, chúng tôi thường nói tâm nguyện giải hành phải cùng với A Di Đà Phật tương ứng. Cho nên họ vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì họ nhìn thấy những cảnh giới này, họ được thọ dụng. Phật tâm sanh tâm, hổ vi ảnh chất. Cái gì gọi là ảnh chất? Chất là thật chất, ảnh là huyễn ảnh. Như cái thân của chúng ta đứng dưới ánh mặt trời, cái thân của chúng ta là chất, là thật chất. Cái thân đứng dưới ánh mặt trời kia thì có cái bóng, có cái bóng của ta. Cái bóng đó là huyễn ảnh. A Di Đà Phật là thật chất, chúng ta là huyễn ảnh. Chúng ta là thật chất, A Di Đà Phật là huyễn ảnh, gọi là hổ vi ảnh chất. Không thể nói rằng nhất định A Di Đà Phật là chất, phàm phu chúng ta là ảnh. Không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy thì không bình đẳng. Nói như vậy thì không phải chân tướng sự thật. Hổ vi ảnh chất. Chúng sanh và Phật, ảnh và chất là một chẳng phải hai. Thật là không thể nghĩ bàn. Phần phía dưới cử ra một thí dụ: như chúng đăng chiếu, các biến dĩ nhất. Tức là trong một căn phòng chúng ta có rất nhiều ngọn đèn, mỗi ngọn đèn đều bật lên hết. Bạn nhìn thấy hình như chỉ có một thứ ánh sáng, thật ra mỗi một ngọn đèn đều có ánh sáng riêng của nó. Tại vì sao? Vì khi bạn tắt một ngọn đèn thì ánh sáng của ngọn đèn đó không còn, nhưng nó không làm trở ngại những ngọn đèn khác. Khi bạn mở ngọn đèn đó thì có ánh sáng, nó cùng với tất cả ánh sáng khác hợp thành một. Thật ra mỗi ngọn đèn đều có ánh sáng, mỗi ngọn đèn đều có ánh sáng chiếu khắp trong căn phòng. Ánh sáng chiếu lẫn nhau, giống như một mà chẳng phải một, chẳng phải một mà giống như một.
Hãy xem đoạn này: toàn lý thành sự, toàn sự tức lý, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Diệt khả trường thân tư hỷ. Đây mới là chân tướng sự thật, là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là cực lạc thế giới. Hiện nay trạng huống của địa cầu ta bà thế giới của chúng ta cũng như vậy. Cái không đồng là bởi cái tâm nhiễm và tâm tịnh không đồng, hành thiện ác không đồng. Những người Tây phương cực lạc thế giới tâm thuần tịnh, hành thuần thiện. Cái tâm của những người hiện nay chúng ta ở cõi ta bà này nhiễm nhiều tịnh ít, ác nhiều thiện ít, cho nên tạo thành cái thế giới này có nhiều tai họa và khổ nạn. Nguyên nhân là ở tại đây. Bây giờ thời gian đã đến.